bạn quay trở lại kênh. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn một chiếc đèn ngủ tái chế từ một vỏ lon nước ngọt, dùng bằng đèn LED không tốn điện, dùng bằng 12V thôi, không tốn điện một chút nào cả. Mình đã chế nó thành một cái đèn ngủ. Giờ mình cắm điện thử cho các bạn xem nhé. Chúng ta xem buổi tối nó sẽ như thế nào. Rất đẹp. Xin chào các bạn quay trở lại kênh. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cùng các bạn một cách làm chiếc đèn ngủ bằng tái chế từ lon nước ngọt. Ta sẽ đi vào tiến hành. Trước tiên là ta sẽ mài cái đầu lon nước ngọt này bằng giấy nhám hoặc là mài xuống nền bê tông được, để ta lấy được cái lớp vải ra. Sau đó bây giờ ta sẽ khắc họa lên thân nước ngọt này để cho nó đẹp, nhìn như một chiếc đèn ngủ thật. Để có cái họa tiết đẹp ở trên lon nước ngọt theo sở thích của các bạn, sẽ lên mạng in ra giấy, sau đó ta dán lên lon đấy rồi khắc theo nó. Sau khi có được cái hình chúng ta mong muốn này, ai thích hình gì thì đào trên mạng xuống, sau đó ta sẽ dán vào từng mặt của lon nước ngọt như này. Rồi, sau khi đã có mẫu thì chúng ta sẽ tiến hành khắc lên nó, dùng cụ khắc, các bạn dùng bằng những đinh nhọn khác. Giờ chúng ta sẽ tiến hành.
chúng ta đã xong chữ phúc. Cứ thế tiếp tục chúng ta sẽ làm các chữ khác. Để đến chữ lộc. Chúng ta đã hoàn thành xong chữ phúc này, lộc này, thọ. Giờ ta sẽ tiến hành vào cho đèn ở bên trong. Sau khi chúng ta đã hoàn thành xong cái phần trang trí ở mặt ngoài của non, chúng ta sẽ gắn bóng đèn vào trong cái lon cho thành đèn ngủ. Trước tiên ta cần một đèn led 12V. Các bạn có thể tận dụng ở bất cứ một cái đồ dùng nào, đèn này mình tận dụng ở một cái đèn. Đèn ngủ này thì mình dùng bằng bóng led 12V, không tốn điện. Sạc USB, sạc mình hay sạc điện thoại Samsung. Nó sẽ từ 5V cho đến 2A thì 12V được thoải mái, rất là tiện lợi mà không tốn điện, một công tắc. Giờ chúng ta sẽ tiến hành. Trước tiên chúng ta sẽ gắn cái công tắc vào đây. Sau đó ta sẽ đấu điện cho đèn sáng. Ta gắn công tắc vào đây này để tiện lợi cho bật tắt cái đèn. Sau đó ta sẽ chạy dây lên bóng. Ta lấy một sợi dây điện sẽ đấu đèn mà. Sau khi đấu xong đèn thì chúng ta sẽ dính nó vào hai bên này. Tiện sau này ta sẽ đậy cái lóc vào, trông như một lon bia bình, lon nước ngọt bình thường.
bạn gắn cho nó chặt vào, cảm giác như một lon nước ngọt ta chưa bật nó ra. Khi xong phần đèn thì ta sẽ đi vào đấu công tắc. Công tắc thì các bạn đấu mạch bình thường thôi. Ta đấu xong công tắc. Chỉ còn test thử xem có sáng hay không. Các bạn dùng bằng cắm USB sạc điện thoại. Ok, sau khi chúng ta đã hoàn thành một tác phẩm chiếc đèn ngủ được chế từ non nước ngọt, giờ mình sẽ test thử cho các bạn xem nó hoạt động như thế nào. Sẽ tắt đèn đi như là xem đèn ngủ nó phát huy tác dụng như thế nào. Được phết. Chỉ hiện rõ. Được, phải không các bạn? Đây công tắc à? Đó. Một chiếc đèn ngủ đã hoàn thành. Chia sẻ của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn có xin hỏi ý kiến gì hãy comment phía dưới. Hẹn gặp lại các bạn vào video sau.